mình sẽ biểu diễn cho anh em một cái bài tập rất là basic ở trong cái giới chơi off-road rồi chơi adventure này kia. Đó là biểu diễn dùng một tay để đi vòng vòng cái xe này, giữ cái xe này thẳng bằng ha. Đầu tiên là hạ cái xe này xuống đã. Đây là một cái bài tập rất là basic thôi, mà những anh em nào mà đang chơi off-road hoặc là adventure thì đều biết cái bài tập này. Thì mình cũng rất là khuyên anh em là có thể là nếu mà có thời gian rảnh thì có thể tập bài tập này. Cái bài tập này nó có một cái tác dụng rất là hay, mà sau khi mà mình đi hết một vòng xe mình sẽ nói cho anh em cái tác dụng nó là cái gì ha. Thì đây mình đang giữ chiếc xe bằng một tay của mình rất là nhẹ nhàng. Có một cái lợi thế với cái xe mình là tại vì cái xe mình nó đã rất là nhẹ rồi, mình đã làm cho xe nó khá là nhẹ rồi, thành ra là cái bài tập này nó rất là dễ. Nhưng mà đối với những anh em adventure khác, ví dụ như là GS1200 hoặc là Tiger 900, thì cái bài tập này nó cũng gọi là giúp cho anh em rất là nhiều trong cái việc mà dắt xe, giữ thăng bằng xe. Thì đây mình đang giữ xe bằng một tay và mình sẽ đi hết một vòng xe này, và chỉ giữ xe bằng một tay thôi để đi hết bằng cái xe này. Anh em có thể thấy là mình đang giữ tới cái yên ha, đây tới cái bình xăng nè, đó tới cái tay lái nè. À, khi đi qua đây hoàn toàn là không ai giữ đâu phía sau nha. À, đây có nhiều anh em nói là tập này chi nhìn nó vô bổ quá, đây đúng không, đó cái xe vẫn thăng bằng ha, giữ bình xăng. Đó, thậm chí là mình có thể giữ bằng một ngón tay như thế này. À, nhiều anh em sẽ thấy là cái bài tập này nó khá là vô bổ, nhưng mà thật ra là như thế này. À, đối với những cái xe á, thì càng xe càng nặng á, thì cái trọng tâm của nó mỗi xe nó sẽ có một cái khác nhau, và cái bài tập này sẽ giúp cho anh em biết được là cái xe của mình cái trọng tâm của nó nằm ở đâu và cái độ thăng bằng của nó là ở mức độ nào. Thì khi mà vào những cái cung đường xấu á, và hoặc là mình dắt xe trong nhà á, thì mình cũng sẽ dễ dàng dắt tới dắt lui hơn mà không có cần phải tốn nhiều sức lực. Ví dụ như thế này, có nhiều anh em là những cái xe quá lớn quá khổ á, thì anh em hay tì ngựa như thế này dắt ở trong nhà, rồi nó những cái tư thế mà như thế này nó rất là cực anh em. Thay vì vậy á, khi mà anh em biết được cái xe này cái điểm thăng bằng nó nằm ở đâu thì cái việc dắt xe trong nhà nó rất là đơn giản anh em, không có tốn bất kỳ một cái sức lực gì hết ha. Mình chỉ cần lái cái xe đi thôi, không có phần phải tì người, không có cần phải giữ cái người chắc. Rồi khi mà vô đường off-road á, thì anh em có thể là ví dụ như bên này nó có một cái dũng sình đi, anh em quen dắt ở phía bên phải rồi, dắt ở phía bên phải rồi, nhưng mà dũng sình này nó rất là sâu, mà xe mình thì bên này thì lại không có, thì có thể là anh em sẽ dắt ở phía bên này xem. Và anh em có thể quen với cái việc là dắt xe ở phía bên này. À, và ví dụ như mà có một cái chướng ngại gì đó ở dưới đường, anh em không thể nào đứng gần xe được, thì anh em cũng có thể hiểu được là cái xe mình cái điểm thăng bằng nằm ở đâu để anh em dắt nó qua một cách dễ dàng như thế này. Đó. Và đứng ở bất kỳ vị trí nào anh em cũng có thể dắt cái xe của mình hết, ví dụ như vậy. À, ví dụ như dắt vậy, ví dụ như là cái xe của mình nó đang ở trong cái bãi giữ xe, hai bên là xe đầy nhóc luôn, thì mình có thể là tự mình dắt xe ra, chỉ cần mình hiểu được là cái xe của mình cái điểm thăng bằng nằm đâu thôi là mình có thể tự dắt ra như thế này. Đúng không? Đồng chí là dắt vô, dù xe nó nặng cỡ nào đi nữa ha. Và khi mà hiểu được điểm thăng bằng á, thì được một cái nữa là anh em thường hay leo xe, leo lên xe á, anh em phải leo bên này, leo lên đúng không? Nhưng mà ví dụ như ở đây đi đường off-road, ở bên này là một cái dũng nước sâu, hoặc là ở bên này là sình, hoặc là ở bên này là một cái ruộng đi, anh em không thể nào đứng bên này leo lên được.
thì buộc lòng anh em phải leo ở phía bên này. Rất là nhiều anh em sợ leo phía bên này, nhưng mà khi mà anh em hiểu được cái xe của mình, cái điểm balance của xe nằm ở đâu thì anh em sẽ leo rất là dễ. Ví dụ như mình đây, đúng không? Mình leo ngược lại không vấn đề gì hết. Và thậm chí là mình có thể leo ở những cái vị trí mà anh em không ngờ tới luôn. Ví dụ như là đây, đúng không? Và đây. Không, leo ở đâu cũng được hết, chỉ cần mình hiểu được cái xe của mình là mình có thể leo được cái xe mà bất kỳ vị trí nào mình cũng có thể leo được. Đó thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em trong cái việc mà đi tour, đi off road đa địa hình nhiều hơn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi hết video này, và nhớ cho mình một like, một subscribe đăng ký bên dưới để theo dõi các video tiếp theo. Bye bye.